Xin chào cả nhà nhé, mình đang có mặt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái á, ngày cuối tuần, hôm nay ngày thứ bảy á. Trên khu vực này dạo này rất là sầm uất ạ. Rất sầm uất. Vực cửa khẩu bắt đầu rộn nhộn nhịp những người qua lại. Vẫn test PCR bạn nhá. Nhưng mà bây giờ smart hơn trước ạ. Vẫn phải test PCR nhá. Rất là nhiều khách du lịch đã sang Việt Nam ạ. Qua khách này sao em? Bắt đầu nhộn nhịp hơn ạ. Đây là chỗ cổng ra đó. Cổng ra khu vực trên đấy bắt đầu sầm uất hơn trước rất là nhiều. Đi Trung Quốc thôi. Vâng, bạn nào đi Trung Quốc thì làm sổ thông hành và test PCR đi Trung Quốc ạ. Bắt đầu nhiều khách du lịch ạ. Khu vực này bắt đầu sầm uất hơn trước rất là nhiều. Đây là lối ra nhé. Nhiều người hơn. Nhiều khách Trung Quốc bắt đầu sang Việt Nam, nhiều ông chủ, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc bắt đầu sang Việt Nam ạ. Đón người thất lạc, chắc là còn giấy tờ, chắc là vẫn làm thủ tục sang Trung Quốc mà đón người ạ, châu dân ạ. Cái vấn đề test này thì mình không rõ, tại vì bây giờ vẫn phải test nha các bạn nhé. Nhưng mà trong khu vực này bắt đầu đông người rồi ạ. Mọi người muốn vào tham quan bên trong cửa khẩu không? À thôi, bên ngoài cũng được. Một vòng bên ngoài nhá, nhiều xe chưa? Nhiều xe máy chưa? Chứng tỏ là một ngày cũng rất nhiều người sang Trung Quốc rồi. Đây. Cũng nhiều xe đấy. Xe ôm đấy, đội xe ôm ở trên cửa khẩu đấy. Cơ bản là cửa khẩu đông người rồi, nhiều khách sang hơn. Chỗ trên đây sầm uất hơn trước rất là nhiều. Nhộn nhịp lắm. Các bạn à, cuối tuần Móng Cái bắt đầu nhộn nhịp ạ. Đây trên cửa khẩu nhá, tôi ra phía cổng đằng trước cho mọi người nhá. Bây giờ nhiều xe ô tô mà, các bạn cứ đến ra cửa khẩu đi, đông các xe lắm, nhiều xe lắm. Khu vực sầm uất cực, tôi đi bộ cho mọi người biết này. Khu vực nhộn nhịp cả khu phố này, toàn những công ty về văn phòng du lịch, nhộn nhịp cực kỳ. Đây trước cửa khẩu đây. Nhiều xe, rất sầm uất.
tưởng đi bộ ra một vòng quay lại. Người thấy móng cái mình bắt đầu sầm uất trở lại đấy ạ. Khu vực trên đây đông, cuối tuần đông thật sự. Nhiều khách du lịch ra hơn. Nhưng mà đến xe khu vực này đi chậm chậm thôi. Khu vực lắm người, ông cứ phóng 40-50 thế, hơi căng. Từ từ thôi. Xe qua khu vực này có nhiều người ấy. Và cua này nữa. Cứ đóng thế là chết. Bình tĩnh. Các bạn đi qua khu vực này đi chậm chậm thôi nhé. Có nhiều xe, nhiều người, nhiều khách du lịch. Đây này, khu vực này cực khẩu. Vẫn test PCR bạn nhá, nhưng mà bắt đầu nhiều người đi rồi. Mọi người muốn vào tham quan không? Ok chưa? Vẫn hiện tại vẫn đang test nhé. Trời, đi từ từ thôi. Đấy, bắt đầu cứ vào cua rầm rầm á. Sầm uất hơn trước rất là nhiều rồi mọi người ạ. Toàn xe biển Hà Nội nhiều. Con 30k này cũng Hà Nội này. 30k Hà Nội. Mùi núi. Thế nha mọi người nha. Bye bye nha. Tớ chuẩn bị tắt video này. Mọi người bây giờ sang Trung Quốc thủ tục cũng dễ hơn trước nhiều ạ. Chỉ cần test PCR, có giấy, có sổ thông hành, mới WeChat là được. Ok. Rồi nha, thế nha, bye bye nha. Xin chào tạm biệt.